hướng dẫn sử dụng phần mềm ICBOOKS kèm theo vào bài tập toán 5. Sách điện tử ICBOOKS này được phát hành kèm theo vào bài tập toán 5, tập 2. Sách điện tử ICBOOKS này bao gồm hệ thống các bài tập như trong vào bài tập toán 5, tập 2. Hệ thống các bài tập trong sách điện tử ICBOOKS cho phép học sinh sử dụng chuột hoặc bàn phím thao tác trên màn hình để làm. Vì vậy, nếu có máy tính, các em có thể làm bài tập trên sách điện tử Icebook này thay cho làm vào vở bài tập. Bài 90 hình thang. 1. Nối mỗi hình với tên gọi tương ứng. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Hình chữ nhật có 4 góc vuông có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau hình thang có một cặp cạnh đối diện song song Hoan hô! Bé giỏi quá! 3. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng Cho các hình Số hình M cần thiết để ghép được hình N là A, 3, B, 4, C, 5, D, 6 Dùng thước kẻ những đoạn thẳng để chia hình n làm nhiều hình giống như hình m kiểm xem có bao nhiêu hình m từ hai đỉnh ở cạnh đáy nhỏ kẻ vuông góc với cạnh đáy lớn ta được hai hình tam giác bằng với hình m phần còn lại là hình vuông kẻ đường chéo hình vuông được thêm hai hình tam giác bằng với hình m như vậy cần bốn hình m để ghép được hình n hoan hô bé giỏi quá bốn vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được a à, hình thang hình thang có một cặp cạnh đối diện song song hình vẽ có hai đoạn thẳng tạo thành góc không vuông để vẽ hình thang chọn cách vẽ cạnh song song với đoạn thẳng nằm trên đường kẻ ô để vẽ cạnh song song còn lại của hình thang. Hoan hô, bé giỏi quá. 4, vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được B hình chữ nhật. Hình chữ nhật có bốn góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. Chú ý việc chọn hai đoạn thẳng đã tạo một góc vuông để vẽ hình chữ nhật. Rất tiếc, bé sai rồi. Hoan hô, bé giỏi quá. Bài 93, luyện tập trung. 3. Khoanh vào chữ đặt dưới hình có diện tích khác với diện tích của ba hình còn lại. Tính diện tích các hình hình vuông 4,5 nhân 4,5 bằng chấm 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 cm vuông hình chữ nhật 9 nhân 6,3 bằng chấm 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 cm vuông hình tam giác 12,6 nhân 9 chia 2 bằng chấm 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 cm vuông hình thoi 13,5 nhân 8,4 chia 2 bằng chấm 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 cm vuông So sánh các số đo để tìm hình có diện tích khác với các hình còn lại. Hoan hô, bé giỏi quá! Bốn, một hình chữ nhật có chiều dài 16 m, chiều rộng 10 m. Nếu chiều dài tăng thêm 4 m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm? Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu lấy chiều dài nhân với chiều rộng, chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Diện tích phần tăng thêm cũng chính là hình chữ nhật có chiều dài bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu bằng 10m, chiều rộng là 4m. Tính tỷ số phần trăm của diện tích tăng thêm so với diện tích hình chữ nhật, lấy phần diện tích tăng thêm chia cho diện tích hình chữ nhật ban đầu nhân nhẩm thương vừa tìm được với 100. Rồi ghi ký hiệu phần trăm vào bên phải của kết quả vừa nhẩm được. Hoan hô, bé giỏi quá. Bài 118 giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu. 1. Ghi dấu chéo vào ô trống đặt dưới hình trụ, tô màu hình trụ đó. Hoan hô, bé giỏi quá. 3. Trong mỗi hình vẽ đồ vật sau, Hãy tô màu vào phần có dạng hình trụ, dạng hình cầu. Em dùng bút để tô màu cho các phần có dạng hình trụ và dạng hình cầu. Các em hãy nhớ lại đặc điểm của các hình cầu và hình trụ. Chú ý, em dùng màu xanh để tô phần có dạng hình trụ và màu vàng để tô phần có dạng hình cầu. Nháy chuột vào màu xanh rồi nháy chuột vào đồ vật có dạng hình trụ để tô màu. Nháy chuột vào màu vàng rồi nháy chuột vào đồ vật có dạng hình cầu để tô màu. hoan hô bé giỏi quá